Khi ấy, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn như Phật đã dạy, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập không vô tướng vô nguyện, hư không, vô sở hữu, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, vô tạo tác, huyễn mộng, tiếng vang, ảnh tượng, bóng sáng, bóng nắng, việc biến hóa ảo thành, để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy là hành sắc chăng, hành thọ tưởng hành thức chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành nhãn xứ chăng, hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành sắc xứ chăng, hành thanh hương vị xúc pháp xứ chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành nhãn giới chăng, hành nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành sắc giới chăng, hành thanh hương vị xúc pháp giới chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành nhãn thức giới chăng, hành nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành nhãn xúc chăng, hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chăng, hành các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành địa giới chăng, hành thủy hỏa phong không thức giới chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành vô minh chăng, hành hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành bố thí ba la mật đa chăng, hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành pháp không nội chăng, hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành chân như chăng, hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành bốn niệm trụ chăng, hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành thánh đế khổ chăng, hành thánh đế tập diệt đạo chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành bốn tịnh lự chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành bốn vô lượng chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành bốn định vô sắc chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành tám giải thoát chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành tám thắng xứ chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành chín định thứ đại chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành mười biến xứ chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành pháp môn giải thoát không chăng? Hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành năm loại mắt chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành sáu phép thần thông chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành pháp môn tam ma địa chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành pháp môn đà la ni chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành mười lực Phật chăng? Hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chăng? Bạch Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát ấy hành trí nhất thiết chăng? Hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chăng? Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy hành